Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn anh em độ lại cái mỏ hàn nhựa, cái tay cầm mỏ hàn nhựa nó rửa nóng quá là hay bị chảy, bị gãy này. Anh em gặp nhiều trường hợp như vậy. Đây là video mà tôi đã độ được. Tôi đã độ bằng thanh gỗ, tôi đã độ vào khoan nổ thứ các kiểu, tôi khoan vào đây. Đó là một cán này rất là chắc chắn này. Anh em nhìn chưa? Đấy. Rất tiện lợi, nhìn như cả một hàn sung ấy. Và dây này tôi đã độ lại, dây thay cái dây của ấy để nó điện nó khỏe, để nó hàn danh nóng, chỉ trong 20 giây là nó có thể nóng để hàn rồi anh em nhé. Đấy, đơn giản phải không anh em? Đấy, em làm gỗ, một miếng gỗ này thì nó rất chắc chắn, nhưng tay cầm đấy, anh em làm một hàn hay bị bằng nhựa, cán bằng nhựa nó hay bị gãy này, phải độ, anh em phải độ như này thì dùng thoải mái, hàn lâu không được xuống mà sợ chảy nhựa thứ, điện nó cầm rất là chắc chắn đấy, hàn thoải mái anh em nhé. Video của tôi đến đây là kết thúc nhé, anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé, cảm ơn anh em.